Hôm qua, 2 tháng 7, 17.066 thí sinh tỉnh Lâm Đồng bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 tại cụm thi vừa xét tốt nghiệp, vừa xét đại học cao đẳng với hai môn ngữ văn và vật lý. Trong đó ngữ văn là môn thi bắt buộc trong tổng số 3 môn thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ và vật lý là môn thi tự chọn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về không khí của ngày thi thứ hai. Buổi sáng, 17.066 thí sinh đã có mặt tại 20 địa điểm thi để bước vào ngày thi thứ hai, vắng 156 thí sinh so với số lượng đăng ký dự thi ban đầu. Với môn ngữ văn, thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút, thí sinh cho rằng mức độ tư duy, nhận biết và vận dụng cao. Cấu trúc của đề thi năm nay có điểm khác biệt so với những năm trước gồm hai phần, đọc hiểu và làm văn. Ngoài ra còn có phần nghị luận xã hội, yêu cầu thí sinh nêu ý kiến của mình về một tư tưởng, đạo lý, một vấn đề chính trị xã hội hoặc một hiện tượng đời sống, và nghị luận văn học yêu cầu phân tích, cảm nhận về một tác phẩm văn học hoặc một đoạn trích, phân tích vấn đề nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm, bình luận về một ý kiến, bàn về văn học hoặc so sánh văn học. Như vậy, về mặt nội dung, đề thi năm nay dài hơn đề thi các năm trước, nhưng nếu nắm được cấu trúc của đề thi, thí sinh sẽ không ngỡ ngàng, bình tĩnh hoàn thành bài làm của mình. Buổi chiều, trên 10.000 thí sinh bước vào môn thi tự chọn là vật lý, thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đối với đề thi trắc nghiệm này gồm 75 câu hỏi, đa phần thí sinh cho rằng đề thi cũng khá dài và có sự phân loại cao về học lực của thí sinh. Để phục vụ cho các thí sinh trong ngày thi thứ hai, các tình nguyện viên mạnh thường quân Phật tử trong ban từ thiện Phật giáo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tiếp sức cho các thí sinh bằng những phần cơm ấm nóng. Việc làm này đã được ban từ thiện duy trì nhiều năm qua và năm nay có 30.000 suất cơm chay được chuyển đến ở 8 điểm thi để phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh. Sáng nay em thi môn văn, em cảm thấy đề cũng tương đối em làm được, em cảm thấy rất vui. Cảm xúc của em có lo lắng, có bồi hồi, nhưng mà cũng thấy rất cảm động khi thi xong môn văn, em ra cổng trường được nhận những suất cơm từ thiện, em cảm thấy rất là ấm lòng, vui sướng. Tôi là người Chăm ở Ninh Thuận, mà đồng bào ở đó là nghèo, không có gì hết. Tôi đưa con tôi lên đây, tôi nhận được cái phần quà rất ấm cúng để về nhà cho con tôi ăn. Tôi là người đây và nhà trọ ở đây là cũng là sinh viên tình nguyện ở đây giới thiệu cho tôi đi ở, mà người ta xin miễn phí. Chính từ việc quan tâm chăm lo đến thí sinh đã góp phần giúp các em yên tâm làm tốt bài thi của mình. Trong số những tấm lòng nhân ái này, chúng tôi bắt gặp hình ảnh của một sinh viên người Pháp 22 tuổi đang theo học ngành kinh tế của trường đại học ICN Pháp. Trong thời gian nghỉ hè, anh đã đến Việt Nam và hòa cùng với mọi người để tiếp sức cho thí sinh. Tôi rất vui khi đến Việt Nam và có mặt tại thành phố Đà Lạt xinh đẹp này để tham gia vào chương trình tiếp sức mùa thi cho thí sinh. Bởi tôi nghĩ rằng từ những việc làm nhỏ của mình cũng phần nào đem lại niềm vui cho nhiều thí sinh đang rất cần những suất cơm mang đậm tình cảm này. Tôi thấy mọi người ở đây rất nhiệt tình, thân thiện. Họ không quản ngại khi bỏ công sức của mình để làm những việc xã hội. Tôi mong sẽ có dịp đến lại nơi đây để hòa mình vào những chương trình thiện nguyện khác. Tôi rất sung sướng nghĩa là được tham gia chương trình này để tiếp sức trong cái mùa thi này đó, để cho mấy em có được bữa cơm á. Những phần cơm này hả, chúng tôi gửi đến các em thì cũng mong muốn cho các em được đỡ với phần nào á, ấm lòng để buổi trưa nhiều khi có nhiều em ở huyện lên để về dân tộc đó thì họ không có đủ phương tiện để vô tiệm mua đồ ăn đó. Đó, như vậy thì chúng tôi gửi để giúp các em một phần. Như vậy, qua hai ngày thi, thí sinh đã hoàn thành xong 3 môn thi bắt buộc và một môn thi tự chọn đối với thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa tuyển sinh đại học cao đẳng. Trong ngày thi thứ hai, có 2 trường hợp vi phạm với lý do vi phạm quy chế thi. Cùng với các thí sinh tham gia thi trung học phổ thông xét tốt nghiệp đại học cao đẳng, sáng ngày 2 tháng 7, các thí sinh thi xét tốt nghiệp tại cụm thi do Sở Dục Đào tạo chủ trì đã bước vào ngày thi thứ hai, môn thi ngữ văn với thời gian làm bài 180 phút và thi môn vật lý 90 phút. Theo Sở Dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong ngày thi thứ hai, đối với môn ngữ văn, toàn tỉnh có 2.454 trên 2.489 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 98,5%. Môn vật lý có 136 trên tổng số 139 thí sinh dự thi.
Và đây cũng là môn thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất trong tổng số các môn thi tự chọn. Như vậy, đối với hai môn thi này, toàn tỉnh có 40 thí sinh bỏ thi không có lý do, không có trường hợp giám thị và học sinh vi phạm quy chế thi. Riêng môn ngữ văn là một trong ba môn thi bắt buộc để thí sinh thi xét tốt nghiệp, gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Ngoài ra, các em chỉ cần thi một môn tự chọn trong tổng số 5 môn còn lại là đủ điều kiện để xét tốt nghiệp. Theo nhiều thí sinh nhận định, đề thi môn ngữ văn đã đề cập tới các vấn đề khá gần gũi với cuộc sống như bệnh vô cảm hay việc tích lũy kỹ năng sống. Các thí sinh phải dựa vào kiến thức hiểu biết xã hội của mình để làm bài thi. Còn đối với môn vật lý thi theo hình thức trắc nghiệm, theo thí sinh, đề thi cũng không quá khó, chủ yếu là các kiến thức cơ bản đã được học và ôn tập. Dù có học lực trung bình, nhưng nếu ôn tập tốt, thì thí sinh có thể làm bài và đủ số điểm để xét tốt nghiệp. Kết thúc ngày thi thứ hai, nhiều thí sinh cũng hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông của mình. Còn với các thí sinh chọn thi các môn lịch sử, hóa học, sinh học, địa lý sẽ tiếp tục bước vào các ngày thi tiếp theo để xét tốt nghiệp trung học phổ thông.